Quay xe cực gắt, cảnh sát công bố báo cáo điều tra vụ mèo béo, cư dân mạng hai nước đã bị dắt mũi. Internet thật đáng sợ. Vào tối ngày 19 tháng 5, chi nhánh công an quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã chính thức công bố kết quả điều tra sự thật đằng sau vụ việc nam thanh niên có tên mèo béo. Qua thông báo, cảnh sát cho biết cô Đàm, 27 tuổi, bạn gái của mèo, không hề có hành vi bịa đặt hay che giấu câu chuyện của cả hai hay có hành vi lừa tình người bạn trai của mình. Đồng thời, những điều mà chị gái mèo béo đăng tải trên mạng sau sự ra đi của em trai mình cũng không phải hoàn toàn là sự thật. Chính vì vậy, vụ việc không cấu thành tội lừa đảo. Cụ thể, tháng 11 năm 2021, mèo béo và Đàm Trúc quen nhau qua game, sau đó chính thức hẹn hò. Đàm Trúc đã dẫn mèo đi du lịch cùng em gái, về ra mắt gia đình, họ hàng cũng như công khai hình ảnh mèo trên trang cá nhân. Sau khi mèo béo chuyển tới Trung Khánh vì Đàm Trúc không muốn yêu xa, hai bên bàn nhau mở tiệm hoa, mèo béo bỏ vốn 70.000 tệ, tháng 12 khai trương. Tuy nhiên, trong lúc quen nhau, hai người thường xuyên cãi nhau chia tay rồi tái hợp. Ngày mùng 3, mùng 4 tháng 4 năm 2024, hai bên liên tục cãi nhau và chia tay. Ngày mùng 5 tháng 4, Đàm nhắn tin cho mèo béo, hai bên cho nhau thời gian, tự mình bình tĩnh. Mèo béo nhắn tin WeChat cho Đàm muốn gửi tiền cho cô. Nhưng Đàm Trúc từ chối, anh gửi cho em làm gì, anh còn nhỏ, cũng cần dùng tiền, game cũng không chơi dài lâu được, anh tự mình tiết kiệm lấy, tính toán cho tương lai sau này, đừng chuyển cho em. Nhưng mèo béo vẫn chuyển cho Đàm 66.000 tệ, ghi chú là tự nguyện cho, sau đó dặn Đàm kinh doanh tiệm hoa, rồi chặn tài khoản Alipay của Đàm Trúc để Đàm Trúc không thể trả lại tiền. Rạng sáng ngày 14 tháng 4, mèo béo nhắn tin cho Đàm, chúng ta kết thúc, rồi đi ra bờ sông. Trong khoảng thời gian yêu nhau, mèo béo tổng cộng gửi cho Đàm Trúc gần 800.000 tệ, nhưng Đàm Trúc cũng đã gửi cho mèo béo và người nhà của anh 463.000 tệ. Cảnh sát điều tra được là chị và em gái của mèo béo đã cùng những người khác lập kế hoạch muốn dùng dư luận Internet để bạo lực mạng Đàm Trúc, thậm chí còn thuê người để tin trở nên hot nhất. Bố của mèo béo đòi Đàm Trúc trả lại tiền góp vốn mở tiệm hoa và cô cũng đã trả lại. Những người lan truyền tin đồn bị phạt hành chính. Sự thật thì Đàm Trúc không phải kẻ đào mỏ, nhưng những tổn thương mà cô nhận được trong thời gian qua thì sao? Sau khi kết quả điều tra được đăng tải, nó đã trở thành một tin tức hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng tỏ ra sững sờ trước sự thật. Nhiều người cho rằng họ hoàn toàn đã bị sức mạnh của Internet dắt mũi và không thể tin rằng vụ việc có thể bị đồn thổi sai lệch đến như vậy. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta, giúp chúng ta tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.